nó nghe nè mọi người ơi, mọi người nói vậy là mình lại càng áp lực thực sự á. Với tinh thần đi chơi của mình cảm thấy rất là học hỏi là chính. Và có thể đứng ở trên sân khấu cùng với lại nhiều chị. Vì trước khi Minh Hằng là hát solo thì Minh Hằng có từ nhỏ là Minh Hằng đã có cái trải nghiệm khác nhau. Minh Hằng hiểu được cái cảm giác mà khi đứng ở sân khấu cùng có chị, có em, cảm giác rất là hay. Và Hằng muốn có một lần nữa được trở lại với thời phát thanh xuân đó. Chỉ đơn giản vậy thôi chứ cũng không phải là thành đoàn gì hết á. Đây là mong mọi người bớt tạo áp lực cho Hằng. Cho phép Trung xin gửi lời chào đến tất cả các dạ, bạn đang xem qua live stream. Lê cho hỏi đó là mình còn như là mình đã chạy trong bệnh viện bác thì sao ạ? Có mặt tên hỏi gì ta ạ? Em bé của ta mà. Hôm nay cũng trở về nhà. Năm ngoái đã gắn bó với chị đẹp mùa đầu tiên và khá là vui và khá là háo hức, và đăng lai thì mình thấy sai lạ hơn và màu sắc hơn ngay từ khi mà chưa lên sóng là các social đã phủ sóng tất cả các mạng xã hội. Hy vọng rằng cái cuộc mùa thi sẽ rất là bùng nổ và chúc cho tất cả các chị đẹp và sẽ thật thăng hoa với những kỷ niệm thật đáng nhớ với mùa thứ hai này. Nhưng mà có bữa nào mà tại vì ngoài cái chuyện là muốn thì người xin thành cảm ơn sự ủng hộ của chương trình và các cái staff và đặc biệt các công chờ sự xuất hiện và tỏa sáng của chị đẹp hôm nay. Bây giờ xin mời anh chia sẻ cả những tấm hình của việc báo chí. Cái kênh mọc có mọi người ơi, đừng ở đây, đừng có đào sâu câu chuyện cảm xúc ở đây nha. Mình chỉ nên nói những gì vui vẻ khúc này thôi. Khúc cảm xúc mình đi qua chỗ khác. Thật sự thì khi mà người ta nói là người ta yêu thì sẽ tìm cách và không yêu thì sẽ tìm lý do. Mà Hằng thì rất là yêu con nên Hằng sẽ luôn luôn tìm mọi cách để có thể ở bên cạnh con, chăm sóc con và dành thời gian cho con. Dạ mọi người, như lúc nãy em có hỏi chị là mọi người bảo rằng là chị xác xác tình đoàn tại vì chị là một ứng viên quá mạnh ở chương trình năm nay, chị nghĩ sao về ý kiến? Không, chị nghĩ không, chị nghĩ là mọi người ưu ái cho chị tại vì chị cũng có khoảng thời gian là ngừng lại dành cho bản thân, ngừng lại dành cho gia đình á, nên cũng lâu lắm rồi mình không có hát hò nhảy múa ở sân khấu nên đây cũng là mình cũng không tự tin lắm đâu mọi người. Mọi người đừng có đặt quá nhiều kỳ vọng, mình chỉ đến cuộc thi để học hỏi nên mọi người đừng tạo áp lực cho mình nha. Dạ chương trình năm ngoái thì nó rất là thành công mà bên cạnh thành công thì nó cũng có những cái chuyện mà bên lề không vui vẻ gì lắm, và mọi người vẫn nói là rất là nhiều những cái nghệ sĩ nữ ở chung với nhau thì dễ xảy ra chuyện. Thì chị nghĩ sao ạ? Thì bên Hàn đến thì chứng minh là nghệ sĩ nữ không có thể chung nhau. Dạ em có thấy là gần đây thì có cái sự so sánh với chị Tóc Tiên. Dạ và bây giờ sẽ tiếp tục là những sự so sánh đồ của chị đẹp không ạ? Hãy cùng chờ đón trên sân khấu chị đẹp. Có quay một clip quay TikTok ở trên mạng rồi đó. Chị đẹp đã làm gì đâu, mọi người đã làm gì đâu. Chị đẹp hộ vơ. Tại vì thật ra là cái tất cả những thứ đang ở ngoài kia là ở ngoài kia nói. Chị đẹp hộ vơ. Mình vẫn rất là bình tĩnh. Thank you em. Và xử lý công việc cũng như là làm sao cho công chuyện và hay thật công việc. Vỗ tay thật lớn ạ, vỗ tay thật lớn ạ. Tóc Tiên rất là giỏi. Nhân dịp này chúng ta có một sự xuất hiện khá là đông từ tốt nãy tới giờ. Không biết là chị đến bên đây okay, có thể hướng dẫn cho mọi người cái động tác nào đấy như là một cách chào tới tất cả mọi người bên cạnh vỗ tay đúng không ạ? Ước gì có một đi cốc cốc đến đắt. Cứ rất phức tạp luôn. Nó bào ngòn cả rồi chứ giá cái lượng là thể chất luôn đó mọi người. Tinh thần luôn đúng không? Rất cực. Và cái điều nó khi bước vào chương trình thì Ti Trang và Tạm Chi cũng cực hơn ạ. Tức là nó vừa tất cả mọi người thấy anh phải cùng mấy trẻ này là mình biết là nó vừa hơn tất cả những sự lần trước của bọn Tiên. Tại vì Tiên thì là hát trẻ thực ra tôi nghĩ là mọi người thấy ok ai hay là được ạ, nhưng mà không khó đấy mọi người. Mọi người khi mà xem chương trình sẽ thấy có rất là nhiều nhân vật ở các thể đây còn sợ ạ và vô cùng luôn ấy, bởi vì quá mệt mỏi, mới có hai công lên mọi người, với hai công của chúng tôi đang gọi là cố gắng là lên lên qua là quân sẽ quay lần sau ạ. Không được thật là những gì đó thì biết suy nghĩ sao? Dạ, nếu mà nghe câu đó thì em buồn. Em bị buồn tại vì mọi người chưa, có thể là chưa không thể biểu khả năng của em trong số nhà bị mất tăng cần hề. Nên em sẽ không buồn mà em bị thân. Nếu mà chẳng buồn một cách thả thơm thật sự thì đã là như vậy, đến tập đến ta trả lời một cách khác.
thì thực ra em đến với chương trình với cách làm người chơi đấy, chứ không phải đến chương trình với cách là trên trang bất kỳ một phần ai cả. Những câu hỏi liên quan đến nhà tài trợ hay là những gì em sẽ được phép là nhà sản xuất sẽ trả lời. Còn em chỉ đến đây với cách làm người chơi và có chơi thì con chuyện thua thì các gì vậy? Hai thì chúc mừng nào vậy? Rất là tận các anh chị đồng nghiệp rồi tất cả các quý chị đại phận. Và rồi thì ngày hôm nay chúng ta đứng đây với tâm trạng vô cùng máu vì khi mà được tham gia chị đại phận thì Hằng cũng sắp xếp thời gian để họ có thể đi toàn nhiệm vụ gia đình. Và trước khi mà anh đại phận thì còn đứng hơi băn khoăn là thật sự là mình có thể cân bằng được cuộc sống về em bé hay không, rồi khi tham gia thì mình có thể cân bằng được với bên chương trình hay không. Thì thật sự là khi mà tham gia rồi mình cảm thấy là cái sự bình phong là rất là đáng gặp. Thì rất là vui của ngày đến đến tuần quay là một ngày mình rất là vui, tại vì con có nhà làm việc khoảng 2 năm để lo về gia đình đó, nên là rất là cảm thấy là chớ mình có bị chặt lại hơn sau với lại mọi người nữa không. Và mình rất là sợ mình khó kết nối với lại tất cả các chị, nhưng không, mọi người là các chị rất buồn chắc là nhà phê lối của mình rất là trẻ, các mọi người đều có thể dễ dàng có thể chia sẻ rộng tay nè, rồi chia sẻ quần áo nè, mình chia sẻ rất là nhiều thứ với nhau để hoàn thành một đề. Ví dụ là mình là bên tôi bên cạnh đó là không chấp hành quy định quan tâm đến chia sẻ thì chỉ các bạn sẽ bị quy định quan tâm hoặc là sẽ luôn cái quần cái áo. Mình cảm thấy là khi mà mình đi này á, các chị rất là đẹp, rất là vui, còn rất là hứng quan và hòa tất cả những cái phần đó đến với tất cả khán giả trong thời gian sắp tới. Có những cái